chẳng hành nhãn không, dẫn đến chẳng hành ý xúc nhân duyên sanh thọ không. Vì biết rõ nhãn tức là không, không tức là nhãn, dẫn đến biết rõ ý xúc nhân duyên sanh thọ tức là không, không tức là ý xúc nhân duyên sanh thọ. Chẳng hành bốn niệm xứ dẫn đến chẳng hành 18 bất cộng pháp. Vì biết rõ bốn niệm xứ tức là không, không tức là bốn niệm xứ, dẫn đến biết rõ 18 bất cộng pháp tức là không, không tức là 18 bất cộng pháp. Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy nên chẳng kinh chẳng hãi chẳng sợ. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bạch Thế Tôn, thế nào là bậc thiện tri thức hộ trì khiến Bồ Tát chẳng kinh chẳng hãi chẳng sợ? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, có vị thiện tri thức thuyết sắc vô thường, sắc khổ, sắc vô ngã, sắc không, sắc vô tướng, sắc vô tác, sắc ly, sắc tịch diệt đều là bất khả đắc, dẫn đến thuyết ý xúc nhân duyên sanh thọ cũng đều là như vậy. Lại thuyết giữ gìn thiện căn, chẳng hướng về thanh văn và bích chi Phật đạo, mà chỉ hướng về nhất thiết chủng trí. Đây là bậc thiện tri thức của Bồ Tát. Lại, này Tu Bồ Đề, có vị thiện tri thức thuyết bốn niệm xứ, dẫn đến 18 bất cộng pháp đều là bất khả đắc. Lại thuyết giữ gìn thiện căn, chẳng hướng về thanh văn và bích chi Phật đạo, mà chỉ hướng về nhất thiết chủng trí. Đây là bậc thiện tri thức của Bồ Tát. Luận hỏi: Vì sao ngài Tu Bồ Đề khởi tâm nghi và hỏi Phật Bồ Tát Sơ Phát Tâm khi nghe thuyết về Bát Nhã Ba La Mật có kinh có hãi có sợ chăng? Đáp: Vì ngài nghe nói chẳng thật có Bồ Tát, chẳng thật có Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật, chẳng thật có năm ấm nên sanh nghi vậy. Phật dạy: Do nội ngoại nhân duyên chưa đầy đủ nên Bồ Tát Sơ Phát Tâm mới sanh sợ hãi. Về nội nhân duyên thì do chẳng có chánh ước niệm, do ở trong chúng sanh mà chẳng có đại bi tâm, chẳng có các lực lượng phương tiện. Về ngoại nhân duyên thì do chưa được nghe thuyết về Bát Nhã Ba La Mật, chẳng có các bậc thiện tri thức chỉ bày cách đoạn nghi. Do nội ngoại nhân duyên chưa đầy đủ như vậy nên Bồ Tát Sơ Phát Tâm khi nghe thuyết về Bát Nhã Ba La Mật liền sanh tâm sợ hãi. Khi ngài Tu Bồ Đề hỏi về các lực phương tiện thì Phật dạy rằng Bồ Tát phải tương ưng với nhất thiết chủng trí, và khi hành Phật sự phải quán hết thành pháp đều là bất khả đắc. Hỏi: Trước đây nói Bồ Tát có lực phương tiện, biết rõ sắc cùng hết thành pháp là vô thường nên chẳng có sợ hãi, này vì sao nói Bồ Tát quán các pháp đúng theo tâm tác bà nhã hướng về nhất thiết chủng trí nên chẳng sợ hãi? Đáp: Trước đây nói, trường hợp Bồ Tát quán các pháp đều không, nhưng vì tâm còn thô trọng nên đã khởi chấp về không. Này nói về trường hợp Bồ Tát ước tưởng quán phân biệt, ở trong chúng sanh mà khởi tâm đại bi, chẳng chấp hết thảy pháp, nên ở nơi trí huệ được vô sắc, vì muốn độ chúng sanh nên khi hành các pháp vô thường, khổ, vô ngã, vân vân, mà Bồ Tát vẫn quán các pháp đó đều bất khả đắc. Lại vì muốn chúng sanh lìa chấp điên đảo mà Bồ Tát thuyết như vậy. Tâm Bồ Tát chẳng còn đắm chấp nên chẳng còn thấy có pháp gì để trụ chấp cả. Như thầy thuốc trật mạch bốc thuốc chỉ nhằm chữa trị cho các bệnh nhân chóng lành bệnh. Khi bệnh nhân đã được hoàn toàn bình phục hồi, bình phục rồi thì chẳng còn bảo họ phải dùng thuốc nữa. Nên biết pháp thí, tài thí mà chẳng thủ chấp mới là đàn ba la mật. Đàn ba la mật cùng năm ba la mật kia chỉ là những phương thuốc hay mà Bồ Tát dùng để độ chúng sanh. Bồ Tát phải xả bỏ các ba la mật, dẫn đến phải xả bỏ 18 không mới thấy được sắc tức là không, không tức là sắc vậy. Vì sao? Vì từ trước đến nay các pháp vốn tự tánh không. Cũng nên biết bậc thiện tri thức của Bồ Tát là người dùng trí huệ Bát Nhã để hướng dẫn Bồ Tát biết rõ các pháp vô thường, khổ, vô ngã, vân vân đều là bất khả đắc, rồi dạy Bồ Tát hồi hướng công đức về Vô Thượng Bồ Đề. Kinh: Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bạch Thế Tôn, như thế nào gọi là Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng có các lực phương tiện? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nếu đã tùy theo ác tri thức rồi thì khi nghe thuyết về Bát Nhã Ba La Mật liền sanh tâm sợ hãi. Này Tu Bồ Đề, có Bồ Tát ly tâm tát bà nhã mà tu Bát Nhã Ba La Mật, rồi niệm được Bát Nhã Ba La Mật và cũng niệm được năm pháp Ba La Mật kia. Lại có Bồ Tát ly tâm tát bà nhã mà quán năm ấm, 12 nhập, 18 giới,
quán nội không dẫn đến quán vô pháp hữu pháp không, rồi ở nơi các pháp không giấy niệm đắc. Lại có Bồ Tát ly tâm tác bà nhã mà tu bổ niệm xứ dẫn đến tu 18 bất cộng pháp rồi giấy niệm đắc. Phải biết đây là hạng Bồ Tát hành bát nhã ba la mật mà chẳng có các lực phương tiện, nên khi nghe thuyết về bát nhã ba la mật liền sanh tâm sợ hãi. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bạch Thế Tôn, vì sao nói Bồ Tát đã tùy theo ác tri thức rồi thì nghe bát nhã ba la mật liền sanh sợ hãi? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, có ác tri thức dạy thì xa lìa bát nhã ba la mật và xa lìa năm ba la mật kia. Lại có ác tri thức dạy chẳng có ác mà chẳng có ma sự. Lại có ác tri thức giả hiện thân Phật đến dạy tu bát nhã ba la mật, dạy tu năm ba la mật kia. Lại có ác tri thức giả hiện thân thanh văn dạy tu theo kinh thanh văn. Lại có ác ma giả hiện thân Phật nói với người tu rằng: Người chẳng có chân tâm, nếu ngươi chẳng sao nên người chẳng sao có thể có được vô thượng Bồ Đề. Lại có ác ma đến nói với người tu rằng: Sắc là không, là vô ngã, thọ tưởng hành thức là không, là vô ngã, nhãn xúc nhân duyên sanh thọ dẫn đến ý xúc nhân duyên sanh thọ là không, là vô ngã, bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp là không, là vô ngã. Như vậy người còn cầu vô thượng Bồ Đề làm gì nữa? Lại có ác ma giả hiện thân Bích Chi Phật đến nói với người tu rằng: Mười phương đều là không, trong đó chẳng có Bồ Tát, chẳng có thanh văn. Lại có ác ma giả hiện thân Hòa Thượng đến bảo Bồ Tát rời bỏ Bồ Tát đạo, rời bỏ nhất thiết chủng trí, rời bỏ bốn niệm xứ, rời bỏ bốn thánh đạo, rời bỏ sáu pháp ba la mật, rời bỏ 18 bất cộng pháp, rời bỏ luôn các tam muội không vô tướng và vô tác, và khuyên Bồ Tát nên chứng bốn quả thanh văn. Lại có ác ma giả hiện thân cha mẹ đến nói với Bồ Tát rằng: Con hãy nên tu chứng bốn quả thanh văn, còn quả vô thượng Bồ Đề thì phải tu trong vô lượng A Tăng kỳ kiếp, phải ở trong các nẻo đường sanh tử, thọ vô lượng khổ đau như bị chặt tay chân, vân vân. Lại có ác ma giả hiện thân Tỳ kheo đến nói với Bồ Tát rằng: Các pháp vô thường, khổ, không vô ngã đều là những pháp có thể được hữu khả đắc. Nhãn dẫn đến ý, bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp cũng đều là những pháp có thể được cả. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, những ác ma hiện ra, các ma sự trên đây đều là những ác tri thức của Bồ Tát. Người tu hành biết như vậy rồi phải nên xa lìa các ác tri thức. Luận trước đây đã lược nói về sự tu mà chẳng có các lực phương tiện, nay rộng nói về ảnh hưởng của sự tu chẳng có các lực phương tiện khiến phải bị các ác ma cám dỗ. Nơi đây nêu lên các trường hợp Bồ Tát ly hết thảy trí tâm, tu sáu pháp ba la mật dẫn đến tu 18 bất cộng pháp mà còn niệm đắc, là Bồ Tát tu mà chẳng có các lực phương tiện. Người tu mà chẳng có các lực phương tiện dẫn rất dễ bị cám dỗ. Vì sao? Vì các ác tri thức có muôn ngàn phương kế để hại người tu hành. Đây là đại ác nhân duyên, nên Phật phải vạch rõ các mưu mô thâm độc của ác tri thức để người tu được rõ mà cảnh giác, nhằm xa lìa họ. Phật dạy cho Bồ Tát thấy rõ các hành tướng mà ác tri thức thường dùng để làm cho Bồ Tát thối tâm đại thừa. Như vậy Bồ Tát xa lìa sáu pháp ba la mật, xa lìa Bồ Tát đạo hoặc tán thán pháp tiểu thừa, vân vân. Nếu người tu mà chẳng có các lực phương tiện thì chẳng có thể biết những sự việc như vậy đều là ma sự cả. Mà làm chủ cõi dục có thế lực lớn lại thường ghét người hành đạo chân chánh. Phật và chư đại Bồ Tát có oai đức tự tại nên các ác ma chẳng thể hại được. Còn các tiểu Bồ Tát vì chưa có các lực phương tiện nên thường bị các ác ma đến làm hại. Như có ác ma giả hiện thân Phật đến nói với Bồ Tát rằng: Người chẳng thể làm Phật được, người nên biết các pháp đều giống không, ba thừa đạo cũng giống không, nên người cầu Phật đạo chỉ là danh xuông. Có ác ma giả hiện thân Hòa Thượng hoặc thân cha mẹ khuyên Bồ Tát xa lìa Bồ Tát đạo và khuyên tu chứng bốn quả thanh văn. Có ác ma hiện giả thân Tỳ kheo đến dạy Bồ Tát rằng: Tất cả các pháp đều là hữu sở đắc, vân vân. Như vậy các ác tri thức có vô lượng mưu mô thâm độc để hại Bồ Tát. Ác tri thức còn nguy hại hơn cả giặc cướp.
Giặc cướp chỉ chiếm đoạt của cải, chỉ giết hại một thân, chỉ phá hoại một đời. Còn ác trí thức gây tác hại trong nhiều đời, nhiều kiếp. Giặc cướp chỉ hại người cướp của, còn ác trí thức hại huệ căn và đoạt vô lượng Phật Pháp bảo. Người tu hành phải nên biết rõ như vậy, phải giữ gìn thân tâm và phải xa lìa các ác trí thức. Phẩm thứ 12, Cú Nghĩa. Kinh, lúc bấy giờ Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát Cú Nghĩa? Phật giảng, này Tu Bồ Đề, vô Cú Nghĩa là Bồ Tát Cú Nghĩa. Vì sao? Vì vô thượng Bồ Đề chẳng có nghĩa xứ, nên Cú Nghĩa là vô ngã. Bởi vậy nên nói vô Cú Nghĩa là Bồ Tát Cú Nghĩa. Này Tu Bồ Đề, vì như chim bay giữa hư không chẳng để lại dấu vết, thì Bồ Tát Cú Nghĩa cũng là như vậy. Vì như cảnh trong mộng chẳng có chỗ y xứ, vô sở hữu xứ, thì Bồ Tát Cú Nghĩa cũng là như vậy. Vì như huyễn chẳng có thật nghĩa, chẳng có chỗ y xứ, vô sở hữu xứ, thì Bồ Tát Cú Nghĩa cũng là như vậy. Vì như Phật hóa chẳng có thật nghĩa, chẳng có chỗ y xứ, vô sở hữu xứ, thì Bồ Tát Cú Nghĩa cũng là như vậy. Vì như pháp như pháp tánh, pháp tướng, pháp vị, thật tế, chẳng có thật nghĩa, chẳng có chỗ y xứ, vô sở hữu xứ, thì Bồ Tát Cú Nghĩa cũng là như vậy. Này Tu Bồ Đà, lại ví như năm ấm của người huyễn chẳng có thật nghĩa, chẳng có chỗ y xứ, vô sở hữu xứ, thì Bồ Tát Cú Nghĩa cũng là như vậy. Lại ví như nhãn dẫn đến ý, nhãn thức dẫn đến ý thức, nhãn xúc dẫn đến ý xúc, nhãn xúc nhân duyên sanh thọ dẫn đến ý xúc nhân duyên sanh thọ, vân vân, của người huyễn chẳng có thật nghĩa, chẳng có chỗ y xứ, vô sở hữu xứ, thì Bồ Tát Cú Nghĩa cũng là như vậy. Lại ví như người huyễn hành bốn niệm xứ dẫn đến hành 18 bất cộng pháp, chẳng có thật nghĩa, chẳng có chỗ y xứ, vô sở hữu xứ, thì Bồ Tát Cú Nghĩa cũng là như vậy. Lại ví như trong tánh hữu vi chẳng có tánh vô vi, trong tánh vô vi chẳng có tánh hữu vi, thì Bồ Tát hành bát nhã ba la mật Cú Nghĩa cũng chẳng có chỗ y xứ, vô sở hữu xứ như vậy. Lại ví như bất sanh bất diệt đều chẳng có chỗ y xứ, vô sở hữu xứ, thì Bồ Tát Cú Nghĩa cũng là như vậy. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, bạch Thế Tôn, thế nào gọi là vô sở hữu xứ? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, vì sắc dẫn đến thức, sắc dẫn đến pháp, nhãn dẫn đến ý, bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp, vân vân, đều là bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, nên đều là vô sở hữu xứ. Bồ Tát Cú Nghĩa cũng là như vậy. Này Tu Bồ Đề, ví như ở nơi tịnh tâm, ngã là bất khả đắc, là vô sở hữu xứ, dẫn đến trí giả kiến giả đều là bất khả đắc, đều là vô sở hữu xứ. Bồ Tát hành bát nhã ba la mật Cú Nghĩa cũng là bất khả đắc, là vô sở hữu xứ như vậy. Này Tu Bồ Đề, ví như mặt trời mọc lên chẳng còn chỗ tối tăm, thì Bồ Tát hành bát nhã ba la mật cũng là vô sở hữu xứ như vậy. Này Tu Bồ Đề, ví như trong Phật giới chẳng có chỗ phá giới, thì Bồ Tát hành bát nhã ba la mật Cú Nghĩa cũng là vô sở hữu xứ như vậy. Này Tu Bồ Đề, ví như trong Phật định chẳng còn có chỗ loạn, trong trí huệ chẳng còn có chỗ ngu si, trong Phật giải thoát chẳng còn có chỗ không giải thoát, trong Phật giải thoát trí kiến chẳng còn có chỗ không giải thoát trí kiến, thì Bồ Tát hành bát nhã ba la mật Cú Nghĩa cũng là vô sở hữu xứ như vậy. Này Tu Bồ Đề, ví như khi Phật phóng quang minh thì ánh sáng của mặt trời mặt trăng cũng như quang minh của chư thiên chẳng có thể hiện ra được. Bồ Tát hành bát nhã ba la mật Cú Nghĩa cũng là vô sở hữu xứ như vậy. Vì sao? Vì ở nơi hết thảy pháp, vô thượng Bồ Đề, Bồ Tát và Bồ Tát Cú Nghĩa đều chẳng tập chẳng tán, chẳng có hình chẳng có sắc, đều chỉ là một tướng nhất tướng, cũng chính là chẳng có tướng vô tướng vậy. Này Tu Bồ Đề, được như vậy thì ở nơi hết thảy pháp đều vô ngại, vô ngại tướng chính là nhất tướng, là vô tướng. Bồ Tát phải nên học nên biết như vậy. Luận hỏi, trước đây Phật và Ngài Tu Bồ Đề đã phá hấp Bồ Tát danh tự, này vì sao lại nói về Bồ Tát Cú Nghĩa? Đáp, Ngài Tu Bồ Đề phá Bồ Tát danh tự, Phật chẳng trực tiếp phá, mà nói Bồ Tát danh tự là rốt ráo không, chỉ do năm ấm hòa hợp
nên giả danh có Bồ Tát, có chúng sanh. Chúng sanh lầm chấp cho rằng giả danh đó là thật có. Phật dạy rằng giả danh đó chẳng thật có, chỉ do các duyên hòa hợp nên có vậy thôi. Ngài Tu Bồ Đề được nơi Bồ Tát danh tự là Thánh Không mà nói về Bát Nhã Ba La Mật Tướng. Này Ngài muốn rõ thêm về Bồ Tát Cú Nghĩa nên mới thưa hỏi Phật. Nên biết Phật có 60 thứ âm thanh khiến hàng trời người đều thích nghe. Và nếu đã được nghe, ắt được đại lợi ích. Ví như người chưa phát tâm vô thượng Bồ Đề, nay khiến phát tâm vô thượng Bồ Đề. Người chưa hành 6 pháp Ba La Mật, nay khiến hành 6 pháp Ba La Mật. Người chưa thanh tịnh, nay khiến được thanh tịnh. Người đã được thanh tịnh rồi, nay khiến được an trú trong bất thối chuyển địa, thành tựu chúng sanh, được đầy đủ thiện pháp, dẫn đến được nhất sanh bổ xứ, đầy đủ các lợi ích nhân duyên. Lại nữa, nhờ có Ngài Tu Bồ Đề thưa hỏi mà Phật mới chứng duyên để nói pháp cho hết thảy thế giới trong khắp cả mười phương, khiến chúng sanh ở khắp các thế giới cùng các chúng sanh trong hội đều được nghe. Phật mật ý chỉ rõ về pháp không khi nói với Ngài Tu Bồ Đề rằng Vô Cố Nghĩa là Bồ Tát Cố Nghĩa, Vô Thượng Bồ Đề là Vô Sở Hữu Xứ, pháp không là vô ngã, cho nên cũng chẳng có người được đạo. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nếu ông biết Vô Thượng Bồ Đề là vô ngã, chỗ đắc Vô Thượng Bồ Đề cũng là vô ngã, thì A-La-Hán và Bồ Tát ở nơi Vô Thượng Bồ Đề cũng vô ngã, vô ngã sở. Ví như chim bay giữa hư không chẳng để lại dấu vết, thì Bồ Tát tu hành pháp không cũng là như vậy. Hư không chẳng có chỗ y trì thì Bồ Tát Cú Nghĩa cũng là như vậy. Bởi vậy nên nói Vô Cú Nghĩa là Bồ Tát Cú Nghĩa. Hỏi: Thế nào là Bồ Tát Cú Nghĩa? Đáp: Bên thiền trúc lấy các mẫu tự ghép lại thành từ đơn từ kép, các từ hòa hợp ghép lại thành câu cũng gọi là cú. Ví dụ khi hai từ bồ và đề được ghép lại thành bồ đề thì có nghĩa là trí huệ vô thượng. Nếu hai từ ấy chẳng ghép lại thì chẳng có nghĩa này. Bồ Tát cũng gọi là đại tâm, là trí huệ vô thượng. Do đại tâm mà phát nguyện muốn khiến hết thảy chúng sanh đều thành tựu đạo vô thượng nên gọi là bồ đề tát đoà. Đây là do ghép hai từ kép bồ đề và tát đoà lại với nhau mà thành nghĩa của bồ đề tát đoà. Hỏi: Dùng dụ chim bay chẳng lưu dấu vết cũng đủ để cho thấy Bồ Tát Cố Nghĩa là chẳng có thật nghĩa, là vô sở hữu xứ rồi. Như vậy vì sao còn giải rộng thêm, còn nêu nhiều dụ nữa? Đáp: Vì chúng sanh nghe pháp mỗi người hiểu theo một cách, chẳng có đồng đều nhau, có người thích nghĩa, có người thích nghe thí dụ mới rõ nghĩa. Vì sao? Vì thí dụ có tác dụng tâm lý khiến người nghe chăm chú hơn. Lại nữa, khi thuyết giảng có thể nêu lên nhiều thí dụ cổ nghĩa để làm sáng tỏ vấn đề. Ví như nói như mộng, như hưởng, như hóa, đà, đề nhằm nêu lên nghĩa hư vọng chẳng thật có. Bồ Tát Cố Nghĩa cũng là như vậy, cũng là hư vọng chẳng thật nghĩa. Bồ Tát biết rõ như vậy nên chẳng tự cao tự mãn. Lại nữa, khi nói pháp như pháp tánh, pháp tướng thật tế đều là không, thì các cố nghĩa đó cho thấy rõ hết thảy các pháp hữu vi và vô vi đều là không, chẳng có nam ấm, chẳng có chúng sanh, dẫn đến chẳng có Phật Pháp, chẳng có Bồ Tát, chẳng có Phật. Hết thảy pháp đều bình đẳng, đều bất sanh bất diệt. Vì chẳng có các tướng sanh diệt nên hết thảy các pháp chỉ là một tướng, nhất tướng, là chẳng có tướng, vô tướng. Ví như có chấp 37 phẩm trợ đạo, thì 37 phẩm trợ đạo chẳng còn thanh tịnh nữa. Vì sao? Vì có chấp 37 phẩm trợ đạo là có sanh kiết sử, mà tướng thanh tịnh là bất khả đắc. Hỏi: Ngã tri giả, kiến giả có tướng thanh tịnh chăng? Đáp: Dùng mọi cách để tìm có ngã tướng, thì ngã tướng cũng là bất khả đắc. Nơi đệ nhất nghĩa đế, thì ngã chẳng phải tịnh, cũng chẳng phải bất tịnh. Ví như đem xác một con chó chết rửa thật sạch từ lông, da, thịt, xương tủy, vân vân. Khi đã rửa sạch hết rồi, thì sẽ chẳng phải là chó mà cũng sẽ chẳng phải là gì hết. Bởi vậy nên chẳng thể nói xác chết con chó là tịnh hay là bất tịnh được. Dẫn đến tri giả kiến giả cũng đều là như vậy cả. Nếu dùng vô ngã trí huệ mà tìm cầu, thì ngã tướng là bất khả đắc, nên là chẳng phải ngã.
cũng chẳng phải chẳng ngã. Ví như mặt trời xuất hiện thì bóng tối liền tan biến. Ví như đến thời kiếp tận thì chẳng còn có vật gì tồn tại cả. Lại ví như nói Phật có năm ấm, nói trong giới có phá giới là chẳng thể được, bất khả đắc vậy. Lại nữa, ví như khi có ánh hào quang của Phật hiện ra, thì ánh sáng của mặt trời mặt trăng cũng như ánh hào quang của chư thiên đều chẳng thể hiện ra được. Bồ Tát Cú Nghĩa cũng là như vậy. Khi đã vào trong bát nhã ba la mật rồi, thì chẳng còn hiện các tướng khác nữa. Bởi vậy, nên Bồ Tát phải học hết thảy các pháp mà đừng chấp các pháp tướng, phải biết rõ các pháp tướng đều là bất khả đắc. Kinh: Ngài Tu Bồ Đề hỏi Bạch Thế Tôn, vì sao nói ở nơi hết thảy pháp Bồ Tát đều được vô ngại tương ưng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát biết hết thảy thiện pháp, bất thiện pháp, ký pháp, vô ký pháp, thế gian pháp, xuất thế gian pháp, hữu lậu pháp, vô lậu pháp, cộng pháp, bất cộng pháp, đều là bất khả đắc cả. Bởi vậy nên Bồ Tát ở nơi hết thảy pháp đều được vô ngại tương ưng. Ngài Tu Bồ Đề hỏi Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là thế gian thiện pháp? Phật giải: Này Tu Bồ Đề, thế gian thiện pháp là hiếu thuận với cha mẹ, cúng dường Sa Môn và Bà La Môn, kính trọng các bậc tôn trưởng, bố thí chỉ giới tu tịnh, khiến tu mười thiện đạo, cùng vô lượng các pháp phương tiện nhằm sanh phước đức, dẫn đến bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, chín tưởng, mười niệm cũng đều là thế gian thiện pháp cả. Bất thiện pháp là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, ác khẩu, tà kiến, vân vân. Nên biết thiện pháp và bất thiện pháp gọi là ký pháp. Còn thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, bốn đại, năm ấm, 12 nhập, 18 giới là vô ký pháp. Này Tu Bồ Đề, những gì là thế gian pháp? Năm ấm, 12 nhập, 18 giới, 10 thiện đạo, 10 bất thiện đạo, bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô giác định đều là thế gian pháp. Này Tu Bồ Đề, những gì là xuất thế gian pháp? Bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi, tám thánh đạo, không giải thoát môn, vô tướng giải thoát môn, vô tác giải thoát môn, vị chi dục chi căn dĩ chi căn, hữu giác hữu quán tam muội, vô giác hữu quán tam muội, vô giác vô quán tam muội, tám bối xả nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không, 10 lực, 4 vô ngại trí, 4 vô sở úy, 18 bất cộng pháp, nhất thiết chủng trí đều là xuất thế gian pháp. Này Tu Bồ Đề, những gì là hữu lậu pháp? Năm ấm, 12 nhập, 18 giới, 6 chủng, 6 xúc, 6 thọ, 4 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô giác định đều là hữu lậu pháp. Này Tu Bồ Đề, những gì là vô lậu pháp? 4 niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp, nhất thiết chủng trí đều là vô lậu pháp. Này Tu Bồ Đề, những gì là hữu vi pháp? Các pháp có sanh, có trú, có diệt, ở cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc đều là hữu vi pháp. Ví như năm ấm dẫn đến ý xúc, nhân duyên sanh thọ, bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp, nhất thiết chủng trí, vân vân. Này Tu Bồ Đề, những gì là vô vi pháp? Các pháp bất sanh, bất trú, bất diệt là vô vi pháp. Ví như tham sân si, pháp như pháp tánh, pháp tướng, pháp vi, thật tế, vân vân. Này Tu Bồ Đề, những gì là cộng pháp? Bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định đều là cộng pháp. Này Tu Bồ Đề, những gì là bất cộng pháp? Bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp đều là bất cộng pháp. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát biết rõ các pháp là không, ở trong không mà chẳng chấp không. Vì sao? Vì nếu có khởi niệm chấp trước thì đó là loạn động. Bồ Tát vào trong bất nhị tướng môn nên được tâm bất động. Đây là Bồ Tát Cú Nghĩa vậy. Luận hỏi: Vì sao trước hết Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi Phật về thế gian thiện pháp? Đáp: Trước hết phải biết rõ thế gian tướng, rồi sau đó mới có thể biết rõ được xuất thế gian tướng. Phải ở trong thế gian mới thấy được có nhân quả, có phước báo, có nghiệp tội, có đời này, có đời sau, có hiền thánh, có Phật. Thế gian thiện pháp dạy người phải hiếu thuận với cha mẹ, phải tôn kính các bậc tôn trưởng, cũng dạy người cúng dường các bậc Sa Môn và Bà La Môn, là những người tu phạm hạnh mà người thế gian khó có thể làm được nên đáng được cúng dường. Lại nữa, thế gian thiện pháp còn khuyên tu các phương tiện sanh phước đức như mười thiện đạo, bố thí chỉ giới thiền định,
dẫn đến bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô xác định, chín tưởng, mười niệm, vân vân. Cũng đều là thế gian thiện pháp. Nhờ được các thiện pháp mà người tu hành chế ngự được các ác tâm, khiến sanh được phước đức. Trái với các thiện pháp là các bất thiện pháp, các oai nghi công xảo, các biến hóa khởi từ thân và khẩu nghiệp, nhiếp về vô ký pháp. Còn năm ấm thân nghiệp chẳng phải là vô ký pháp, vì khi duyên diệt thì năm ấm cũng như hư không. Tuy nhiên ở nơi thế gian pháp thì năm ấm vẫn có thiện, có bất thiện, có vô ký. Phàm phu tu có thiện pháp nhưng chẳng có thể siêu xuất thế gian, nên thiện pháp của phàm phu chỉ được gọi là thế gian thiện pháp. Xuất thế gian pháp gồm 37 phẩm trợ đạo, 3 giải thoát môn, không vô tướng và vô tác, 3 vô lậu căn, vị tri dục tri căn và dĩ tri căn, hữu giác hữu quán tam muội, vô giác hữu quán tam muội, vô giác vô quán tam muội, 8 bối xà, 10 phật lực, 4 vô sở ý, 4 vô ngại trí, 18 bất cộng pháp. Lại nữa, dùng chánh ước niệm mà quán thật tướng pháp, tùy thân pháp mà hành hết thảy thiện pháp thì gọi là đốn tu. Như vậy là trước giọng nói về các pháp tu, nay chỉ nói nhất tâm tu bốn niệm xứ là được đạo. Phàm phu chẳng có thể tu 8 bối xà, 18 không, 10 lực, 4 vô sở ý, 4 vô ngại trí, 18 bất cộng pháp. Vì đây là những pháp tu xuất thế gian, phải có đầy đủ chánh niệm, chánh huệ và chánh tư duy mới tu được. Tùy có phân biệt thế gian pháp và xuất thế gian pháp, nhưng ở đây chỉ đặc biệt nói về các hữu lậu pháp mà thôi. Nên biết, bốn thiền, bốn vô xác định là hữu lậu pháp, còn bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp là vô lậu pháp. Lại cũng nên biết, pháp có sanh, có trú, có diệt là hữu vi pháp, pháp bất sanh, bất trú, bất diệt là vô vi pháp. Bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp đều là vô lậu, vô vi pháp, nhưng khi được dùng làm pháp tu thì cũng là hữu vi pháp. Trái lại, khi chẳng còn tướng hữu vi nữa thì lại trở thành vô vi pháp. Lại nữa, khi đã tổng phá ba độc tham sân si cùng các phiền não khác rồi, và đã tổng phá năm ấm rồi, thì hết thảy các pháp tướng đều trở thành như thật pháp tướng, như thật pháp tánh, thật tế, và đều trở thành vô vi pháp cả. Hỏi, sắc là hữu vi pháp, như như là vô vi pháp, như vậy làm sao có thể nói sắc tức là như, như tức là sắc, sắc chẳng ly như, như chẳng ly sắc? Đáp, phàm phu và chư thánh nhìn sắc theo hai góc cạnh khác nhau. Phàm phu dùng nhục nhãn để nhìn sắc, nên khởi niệm tưởng phân biệt các sắc tướng. Chư thánh biết rõ thật tướng pháp, nên thấy sắc là như tướng, là niết bàn tướng. Lại nữa, khi vào trong thiền định, thiền giả thấy rõ cộng xứ nơi các pháp, nên gọi bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô xác định là cộng pháp. Còn bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp thì gọi là bất cộng pháp. Thế nhưng bản thể của hết thảy các pháp đều là pháp như, pháp tánh, pháp tướng, pháp vị, thật tế cả. Bồ Tát biết rõ hết thảy các pháp đều là duyên sanh, nên đều là tự tánh không, là vô tánh vậy. Bồ Tát an trú nơi thật tướng pháp được vô ngại, được bất động. Vì sao? Vì vào bất nhị pháp môn là vào được thật tướng pháp, là được vô vi bất động. Hết quyển 44.